Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh về một lọ hoa cùng với ba bông hoa, ba phân loại hoa rất là xinh các bạn nhé. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu cho bức tranh này nha. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút sáp màu, bút chì màu để hoàn thành cho bức tranh của mình ngày hôm nay. Về phần lọ hoa thì mình sẽ sử dụng đến phân loại màu nâu các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng phân loại màu nâu của bút chì màu để tô cho lọ hoa của mình nha. Những cái chi tiết nhỏ thì các bạn tô chậm thôi nhé, để tránh bị lem màu ra ngoài mọi người. Mình sẽ tô ở tầng thứ nhất của lọ hoa với màu sắc đó là màu nâu tối. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh nha các bạn, để tô cho cái phần thứ hai, tầng thứ hai của lọ hoa của mình nha. Và đây là tầng thứ hai của lọ hoa của mình được mình hoàn thành bởi màu sắc đó là màu xanh các bạn nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu đỏ để tô cho cái tầng thứ ba của lọ hoa của mình nhé. Và đây là phân loại màu đỏ. Phân loại tranh này thì các bạn có thể áp dụng cùng với cái bộ bút sáp màu, bút chì màu hoặc là bút dạ màu để hoàn thành cho cái bức tranh này nha. Thường thì những cái chi tiết nhỏ thì bức tranh nào nhiều chi tiết nhỏ thì các bạn có thể lựa chọn những cái bộ bút chì màu. Vì ở bút chì màu thì cái đầu của nó thì cũng khá là nhọn đó mọi người, nên là có thể dễ dàng hoàn thành những cái chi tiết nhỏ mà không bị lem ra ngoài. Mình đã tô xong phần dưới đáy, tiếp tục thì mình sẽ tô phần đế thì kê lọ hoa nhé. Mình đã tô xong phần lọ hoa của mình rồi các bạn nha. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu vàng để tô cho phần bông hoa đầu tiên của mình. Trong lọ hoa của mình thì sẽ có 3 bông hoa với 3 loại các bạn nhé. 3 loại hoa được cắm ở trong cái lọ hoa này của mình. Mình thấy ở đây thì bông hoa đầu tiên thì là bông hoa giống như một cái bông hoa chuông mọi người ạ. Trên đầu của nó rất là giống bông hoa chuông. Bông hoa thứ hai là bông hoa hồng, và bông hoa thứ ba là bông hoa tulip mọi người nhé. Với ba phân loại hoa nha các bạn. Khá là xinh các bạn này, được cắm trong một lọ hoa. Và mình đã tô màu xong cho bông hoa đầu tiên, tiếp tục thì mình sẽ dùng màu đỏ để tô cho phần hoa hồng các bạn nhé. Thường thì hoa hồng thì mình sẽ thấy nó có màu đỏ mọi người, nên là mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô cho bông hoa hồng.
Và đây là phần hoa hồng các bạn nhé. Được mình tô với màu sắc là màu đỏ khá là xinh các bạn này. Mình đã tô xong phần hoa hồng rồi các bạn nhé. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu tím. Đến màu tím nha, để tô cho cái bình bông hoa tulip này của mình. Đây là phần bông hoa tulip đang được mình tô với màu sắc đó là màu tím các bạn nhé. Mình đã tô xong phần bông hoa tulip với màu sắc là màu tím rồi các bạn ạ. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho cái phần thân và lá của mình nhé. Thì màu xanh của mình thì bây giờ là đã đang còn là hết màu rồi các mọi người, nên là mình sẽ gọt nhá. Mình sẽ gọt đi cái phần bút chì. Và mình đã gọt xong phần bút chì thì tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần lá với màu sắc đó là màu xanh các bạn nhé. Và đây là phần lá của mình, lá của hoa tulip đó mọi người. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần thân của cành hoa và tiếp tục đến phần lá mọi người nhé. Mình sẽ tô lần lượt cho đến hết phần lá và phần thân của các phần loại hoa của mình thì thôi nha. Đây là phần lá của hoa hồng nha mọi người. Đây là phần lá của hoa hồng đã được mình tô xong rồi các bạn nhé. Và bức tranh về hình ảnh về một lọ hoa cùng với ba phân loại hoa đã được mình hoàn thành rồi các bạn nhé. Và đây là sản phẩm của mình các bạn nhé. Và như các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình là một bức tranh rất là xinh các bạn này, được mình hoàn thành bởi rất là nhiều phân loại màu sắc khác nhau. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành cho bức tranh nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi, mọi người like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào.